Thưa quý vị, phát huy tiềm năng lợi thế sức sáng tạo của giới trẻ, thời gian qua cùng với các đơn vị trường học, thanh đoàn, hội sinh viên, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng đã đồng hành hỗ trợ thanh niên, sinh viên nâng cao năng lực tự nghiên cứu, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của nguồn nhân lực trẻ trong thời kỳ mới. Nhằm tăng cường các kênh hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thời gian qua thanh đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh các thỏa thuận hợp tác ký kết giữa hai bên về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2025. Nhiều cuộc thi đã được tổ chức quy mô, rộng khắp, đưa tinh thần nghiên cứu khoa học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ. Đề tài của nhóm chúng em đó là nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển giám sát robot Delta, ứng dụng công nghệ xử lý ảnh để gấp thả vật vào khuôn. Thì thông qua cuộc thi này thì đây cũng là một cái dịp để tụi em trao đổi và cọ sát về kiến thức cũng như là kỹ năng của các bạn sinh viên ở địa bàn phố Đà Nẵng. Cùng với đó, các hoạt động tư vấn khởi nghiệp, giao lưu đối thoại với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cũng được tổ chức thường xuyên hơn nhằm tạo diễn đàn để các bạn trẻ tiếp cận với những vấn đề mình quan tâm trên hành trang khởi nghiệp cũng như gia nhập thị trường lao động chất lượng cao. Qua nhiều năm thì phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, thanh niên trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng lên. Và cái quan trọng hơn nữa đó là tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các bạn thanh niên và sinh viên trên địa bàn thành phố có diễn biến rất là tích cực. Thực tế cho thấy cùng với xu thế khởi nghiệp trẻ, khởi nghiệp 4.0 hiện thanh niên rất quan tâm và mong muốn được có cơ hội tham gia đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, cũng như được phổ biến tiếp cận các chính sách về khởi nghiệp. Các chuyên gia cố vấn để mà giúp cho định hình được cái mô hình kinh doanh cũng như là xác định rõ được cái cách để giúp các bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Với mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, thành phố Đà Nẵng đang không ngừng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Vì vậy, việc quan tâm tu dưỡng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên, lực lượng thích ứng nhanh nhạy với công nghệ và sẵn sàng đón đầu thử thách là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần thiết và cần được triển khai một cách linh hoạt phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.